Mình xin chào tất cả anh chị em cô chú đang xem video của Nhân Vlog 1989 nha. Ngày hôm qua thì mình có làm một cái video mình nói về cái hồ anh em muốn làm theo phương pháp tự nhiên và cái bộ lọc truyền thống của mình. Và khi mà mình chia sẻ cái video đó lên á, có rất là nhiều anh em bình luận vào kênh của mình. Có những cái tích cực cũng có những cái góp ý chân thành cũng có. Và có một số cái bình luận tiêu cực cũng có. Thì những cái bình luận tiêu cực đó là mình xóa rồi. Thì trong video này ngoài cái việc mà chia sẻ cái mô hình hồ rất là đẹp ha, cái này mình để bơm bên trong hồ nha mọi người, thì mình chia sẻ lại một lần nữa cái quan điểm của mình về cái video mình nói hồ theo phương pháp tự nhiên và cái bộ lọc truyền thống nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á, thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Thì trong cái video này mình sẽ giải thích một lần nữa về cái chủ đề của cái video ngày hôm qua mình chia sẻ lên kênh cho mọi người. Là trong cái thời gian vừa qua đó, có một số anh em người ta nhắn tin cho mình. Anh em hỏi là bây giờ mọi người muốn làm hồ theo phương pháp tự nhiên và cái bộ lọc truyền thống. Mọi người nghe lúc đầu là rõ ràng là mình hoàn toàn không có nói là cái bộ lọc làm theo kiểu phương pháp tự nhiên nha. Thì trong cái video đó thì mình có chia sẻ rồi, đối với lại những cái mô hình hồ làm theo phương pháp tự nhiên á, có nghĩa là mọi người không muốn xài bơm, không muốn xài máy thổi luồng, không muốn xài sủi tích điện, mà anh em chỉ muốn xây cái hồ, sau đó là mình để vật liệu lọc nè, rồi mọi người trồng cây bên trong đó, thả cá thôi, đơn giản như vậy thôi, là cái phương pháp tự nhiên giống bên ngoài luôn. Thì mình có nói rất là rõ, với những cái mô hình hồ như vậy nó tầm cỡ khoảng 3 khối thì mọi người làm mới được. Tại vì trong cái thời gian vừa qua có nhiều bạn làm những cái hồ tầm cỡ khoảng 500 đến một khối á, mình thấy cái không gian nhỏ quá và cá nó nhát người lắm, nó rất là khó hòa nhập, và sau này nó lớn nó cũng khó phát triển nữa. Thì mình có góp ý cho anh em là nếu muốn làm hồ theo cái kiểu mà phương pháp tự nhiên á thì nên làm cái hồ nó hơi rộng và cái chiều dài của mình tầm cỡ khoảng 3 mét, chiều ngang khoảng chừng 1 mét trở lên. Đó, cái khối lượng nước tầm cỡ khoảng là 3 khối. Thì theo mình như vậy thì làm theo phương pháp tự nhiên mới được. Còn không thì mình làm theo cái kiểu là phương pháp truyền thống giống như của anh em mình. Tại vì phương pháp truyền thống thì xài bơm lớn nè, vật liệu lọc nó xử lý nước của mình tốt hơn, rồi nhiều khi là anh em sử dụng vi sinh nữa. Đó là cái vấn đề mình muốn chia sẻ ở đây, nó là như vậy. Chứ không phải là mình nói là cái bộ lọc truyền thống với lại là cái bộ lọc làm theo phương pháp tự nhiên nha. Mình thấy có nhiều bạn không biết là có xem hết video của mình không mà vào kêu mình là nên xóa kênh đi, rồi tùm lum hết. Mình xóa kênh rồi mấy bạn mà cá bị nằm đái á, mấy bạn mà cá bị bệnh á, rồi ai hỗ trợ cho mấy bạn đó? Mấy anh có hỗ trợ không? Mình chỉ hỏi câu vậy thôi, có không? Hay là chỉ đợi xong trong cái video chỉ có một cái phần gần cuối cùng á là mình nói là cái bộ lọc theo phương pháp tự nhiên. Và mình cũng chia sẻ với lại mọi người luôn, nếu mà anh em nào đã xem cái video của mình nhiều á, mọi người thấy là mình chia sẻ hầu như là gần 100 hồ làm theo kiểu lọc phương pháp tự nhiên, bán tự nhiên rất là nhiều. Và mấy cái này thì mình cũng biết rồi, nhưng mà cái video ngày hôm qua mình chia sẻ lên là thật tình với lại mọi người là mình hoàn toàn không có muốn nói gì đến cái bộ lọc tự nhiên hết, mà mình muốn nói ở đây là có nhiều bạn muốn làm hồ, sau đó trồng cây để vật liệu lọc và mọi người thả cá luôn, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà chỉ gần cuối video mình chỉ có xen vào một cái từ là bộ lọc phương pháp tự nhiên. Thì bây giờ anh em mình chơi cá coi là đam mê mà, mình có thể là góp ý một cái chân thành. Chứ mình canh vào mình bắt cái lỗi ngay cái chỗ đó rồi mình bắt mình xóa kênh, mình làm cái gì nên tội phải xóa kênh, đúng không anh em? Đó thì mình chia sẻ để mọi người, nếu mà anh em nào có xem cái video của mình ngày hôm qua đó thì mọi người xem từ đầu, rõ ràng là mình chỉ nói là hồ mọi người muốn làm theo phương pháp tự nhiên và bộ lọc truyền thống, chỉ có gần cuối video thì mình nói là cái bộ lọc phương pháp tự nhiên thôi. Thì nếu như cái vấn đề đó mà làm cho anh em khó chịu, anh em không hài lòng, mọi người có thể là cho Nhân xin lỗi, bỏ qua giùm cho mình, chứ đâu có nhất thiết là phải xóa kênh đâu, đúng không anh em? Mình chơi vui mà. Đó nên là ngày hôm nay là trong video này mình chia sẻ cái mô hình hồ tầm cỡ khoảng gần 3 khối, mình để bơm bên trong hồ, xử lý nước rất là tốt nha. Giao lưu với lại anh em, sẵn mình giải thích một tí xíu. Nếu mà mọi người có xem cái video ngày hôm qua mà cảm thấy khó chịu thì cho Nhân xin lỗi nha. Còn cái việc mà anh em nói mình phải xóa kênh đi thì mình xin lỗi nha, cái đó mình làm không được nha. Mình hẹn mọi người ở một cái video mới, mình chia sẻ những cái mẫu hồ mới, những cái cách làm lọc mới lên kênh để cùng như là mọi người tham khảo nha. Một lần nữa thì Nhân xin kính chúc cho mọi người cũng như là gia đình của mình luôn dồi dào sức khỏe, bình an và gặp thật là nhiều may mắn trong cuộc sống nha. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so